Em Hoàng Chủ, chợ ô tô Cụ Quảng Linh xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay em xin phép lên sóng cho anh chị và bạn về một Thiên Nga của Toyota. Đó là con Toyota Vios được sản xuất năm 2018, phiên bản E, số sàn một cầu, số sàn, máy 1.5, mang nước sơn màu trắng tinh luôn, màu trắng ngọc trinh như Minh Hằng gọi cụ anh chị nhá. Trắng tinh hình tình, xe cực đẹp nha. Xe gia đình không taxi dịch vụ nha. Cam kết anh chị rằng xe không taxi dịch vụ. Xe cực zin luôn, biển Quảng Linh, 14A31218, Vios E. Rất là đẹp luôn. Và giá của nó rất là đẹp, 379 triệu. Thần tài lớn, thần tài nhỏ anh chị nha. 379 triệu Vios E 2018, số sàn, máy 1.5. Anh chị nào quan tâm về con này hãy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0705 141414, và đến với thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Linh, nơi gắn liền với hai địa danh Chùa Yên Tử và Chùa Ba Vàng, để có thể trực tiếp xem xe cũng như bốc em nó về. Con này đăng kiểm thì còn tới tháng 2 năm 2024, một năm tròn, quá là dài, đăng kiểm quá là dài luôn. Được trang bị la răng đúc 4 bánh, xi nhan tích hợp trên gương, sơn xi bóng 7, không đâm va, không tai nạn, cảm biến trước, cảm biến sau đầy đủ luôn anh chị nhá. Form dáng cực kỳ cân đối, sơn xi bóng 7, anh chị mua về chỉ việc mà đi thôi. Con này nó đẹp, đẹp thì thôi rồi anh chị nhá, có đắt có rẻ gì thì cũng mua lên mua con đẹp đẹp mà đi anh chị ạ. Đây là răng đúc này, sạch sẽ, lốp con này còn rơi vào 90% lốp đấy nhá anh chị nhá, còn dày bịch đi mãi thoải luôn, có lốp tròn trịa không bục không rách này. Sắt xi giảm sóc cực đẹp, không hoen gì nhá. Đây phần gầm đây, gầm này. Đấy, cái chỗ này thì phải phẩy sơn này, không hoen gì nhá anh chị nhá. Gầm này, cứ nhìn xem, sắt xi rất đẹp, không gì dầu gì mỡ đấy nhá. Cua lốp sau này rất tròn trịa, không bục không rách. Lốp như nhau, 90% lốp. La răng xích sát một vài chỗ. Con này la răng của nó nguyên bản ấy, nó không phải màu đen đâu, nhưng người ta phải màu đen lên rồi. Đấy, đen và trắng nông ra cho nó cách điệu đẹp. Nội thất thì tuyệt vời. Bọc da màu bã trầu, màu lâu rất là sang. Đấy, rất là sạch sẽ luôn, không rách không nhăn nheo nhá. Đấy, hai ghế. Ghế cực đẹp, chị nhìn vào xe nó khoang, nội thất nó sang, quá sang. Sàn cũng bọc ra cái màu này, màu nội thất xịn sò này. Đấy, rất là đẹp. Tắp bi cánh cửa lái thì trang bị đầy đủ 4 kính chỉnh điện, khóa kính qua cửa nha anh chị nhá. Này, tắp bi nhựa này, sạch sẽ, quá là sạch sẽ anh chị nhá. Quá là sạch sẽ và đẹp. Hai gương chỉnh điện cụp xòe. Đấy, ốp bậc lên xuống vai ớt. Tem mát, năm sản xuất 2018. Đấy. Ốc ác nguyên bản nguyên zin nhá. Nguyên bản nguyên zin. Chân nỉ nguyên bản theo xe bọc túi bóng, rất sạch sẽ. Rất cẩn thận. Nói chung con này nội thất của nó tuyệt hảo anh chị ạ. Vô lăng ba chấu tích hợp còi, đây nhìn vô lăng này, gần như mới anh chị ạ. Gần như mới luôn. Táp lô đằng trước đây. Táp lô đằng trước cũng gần như mới, được trải một tấm thảm cách nhiệt. Đây. Mới đẹp tuyệt vời, bản hai túi khí anh chị nha. Mới đẹp tuyệt vời luôn. Đây. Anh chị nhìn xem này. Đấy, nhựa đẹp này mà. Em sẽ khởi động đồng hồ nha. Đây lỗ luôn này. Ok, xe đã lỗ. Chạy order là 50.850 cây nha. Chạy có 5 vạn, thảo nào xe đẹp thế. Chị nhìn chi tiết này, quá đẹp luôn, điều ngoài. Đây nắm cần số này, mới tinh luôn. Ốp tay có bệ tí tay đàng hoàng luôn, rất đẹp nhé. Và nội thất thì không chê được, hàng ghế sau này chị này, nó lại bọc cái màu này nó mới càng đẹp làm sao nhé, đúng không? Rất đẹp thật. Nhìn thấy cái con này nó sang hắn lên. Tắp bi cánh cửa sau này không có vết xước luôn anh chị nhỉ. Tuyệt vời.
cốp cốp Vios thì khá là rộng rãi, sedan rộng rãi cực kỳ luôn nha, sạch sẽ cực kỳ. Đây, em đang để cái túi em đây, nỉ đây, ở dưới đây là lốp sơ cua anh chị nhá, này cho lốp sơ cua này, à lốp sơ cua ở dưới da răng cực đẹp, sàn này sáng bóng không có tiêu hao gì nào nhé, yên tâm. Đít cốp mọi thứ thì cân đối, cân đối không đâm vào không biến dạng nha, không đâm vào biến dạng tự tin luôn. Bốn cảm biến sau này, bốn cảm biến nổi. Tiến tới lắp cabo nha anh chị nhá, lắp cabo máy móc cho anh chị nhìn hết tổng quan một con xe để xem nó đẹp như độ nào nhé. Đây cabo, đây cabo nguyên zin, tem mác đầy đủ, gân gờ còn nguyên, keo chỉ còn nguyên, tất cả mọi thứ còn nguyên, ấm cách nhiệt cũng còn nguyên, chuẩn nhá, chuẩn cabo luôn, cực đẹp. Này phụ giảm sóc thùng ta bên đầu dầm phía trước, nguyên đai nguyên kiện nguyên zin, nguyên đai nguyên kiện nguyên zin chị nhá, cực đẹp cực sáng luôn này, không có gì phải chê này. Máy móc đây đang hoạt động, đang nổ rất là êm, rất là giòn. Tất cả các ốc chân máy, ốc mặt máy, ốc máy còn nguyên, chưa ra, chưa sửa chữa gì anh chị nhé. 5 vạn cây của Toyota thì làm gì có chuyện sửa chữa, chỉ trừ xe ngập nước hoặc tai nạn thì mới lại sửa chữa máy móc thôi. Còn con này cam kết anh chị rằng xe không ngập nước, không tai nạn nha, chính chủ nha. Đấy. Đấy, em vừa giới thiệu cho anh chị về một siêu phẩm Vios số sàn máy 1.5 bản E, mang nước sơn màu trắng, biển số tỉnh Quảng Ninh 2018. Giá ra đi của em nó là 379 triệu, có bớt một chút xăng dầu lọc lá đi lại, rút hồ sơ cho anh chị nhá. Vậy anh chị nào quan tâm về con này hãy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0705 141414, phải đến với thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh để có thể xem xe. Xe cực chất cực đẹp. Còn anh chị nào mới xem video này của em lần đầu tiên, hãy nhớ ủng hộ em nhé anh chị nhá, bằng một nút like và một nút đăng ký kênh cho em để có thể phát triển kênh và gửi tới tất cả những cái video mới của những con xe về cập nhật bên em anh chị nhá. Dạ vâng, em xin chào lại anh chị tại video khác về những con xe khác chất hơn, rẻ hơn. Xin cảm ơn em lại.